Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh tét chuối cấp tốc luôn. Phần nếp thì ăn dẻo thơm hòa quyện cùng với lại nhân chuối ngọt ngọt rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Để làm bánh tét chuối thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 500g nếp. Nếp này thì mình đã ngâm rồi nha các bạn nha. Các bạn ngâm có khoảng 5 đến 6 tiếng hoặc là mình ngâm qua đêm cũng được. Sau khi ngâm rồi các bạn vo và rửa lại thật là sạch nha. Rồi ngoài nếp ra thì mình chuẩn bị nó cỡ khoảng 50g đậu đen. Đây là đậu đen xanh lòng nè, cái này mình cũng đã ngâm qua một đêm rồi, mình rửa sạch lại rồi. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là chuối, nước cốt dừa, rượu và một ít đường. Ok ha, thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi nấu cái phần đậu này trước nha các bạn, để cho nó mềm. Đây mình bắt nồi nước sôi lên, mình cho đậu vào mình luộc. Về cái phần chuối này các bạn, thì các bạn lột vỏ ra, mình chuẩn bị nó cỡ khoảng từ 6 đến 8 trái ha. Nói chung là các bạn thích ăn chuối nhiều thì các bạn chuẩn bị nhiều. Chuối thì các bạn cắt làm đôi ra cho mình. Rồi với 6 trái chuối này các bạn múc cho mình là 2 muỗng đường. Đường thì mình dùng đường vàng thì mình ăn thấy nó ngon hơn, còn không có đường vàng các bạn dùng đường cát bình thường ha. 2 muỗng đường và 2 muỗng rượu. Rượu này là rượu trắng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn hoặc là các bạn xóc cho nó đều cái phần chuối này lên. Các bạn đem đi các bạn phơi nắng khoảng chừng nửa tiếng đến 1 tiếng là mình làm được à. Rồi cái chuối sau khi mà các bạn phơi nắng rồi đó, bây giờ mình cho vào trong chảo mình sên ha. Trên thì các bạn có việc là để lửa vừa cho nó nhanh. Tiện đây á, các bạn nào mà có cách làm bánh tét chuối mà đơn giản hơn, nhanh hơn, gọn hơn nữa thì chia sẻ với mình. Hoặc là những cách làm bánh tét mà kiểu truyền thống á, thì các bạn chia sẻ thêm với mình để mình học hỏi thêm nghe. Tại vì cái này là mình hay làm ở nhà mình ăn á, thèm bánh tét chuối mà không biết cách gói nè. Cái thứ hai nữa là nó không có mất quá nhiều thời gian. Thì về cái chuối này các bạn sên cho mình nó cỡ khoảng 20 phút là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước đậu đen á, mà mình đã nấu cho vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là 100ml nước cốt dừa. Mình cho vào đây thêm một xíu muối. Rồi các bạn trộn đều cái phần nếp này lên với lại nước cốt dừa, nước đậu đen nè. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong sẩn mình hấp chín như là mình nấu xôi bình thường thôi. Sau khi mà trộn đều lên rồi thì các bạn để cỡ khoảng 2 đến 3 phút nha, để cho cái xôi của mình nó thấm cái nước cốt dừa cũng như là cái nước đậu đen vào thì mình ăn cái bánh tét chuối ra nó thơm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nếp vào đây. Khi mà cho nếp vào thì cái nồi nước bên dưới nó phải thật là sôi nha các bạn. Rồi mình cho đậu đen vào đây luôn. Trộn đều hai cái lại với nhau. Chừa cái lỗ để cho nó thoát hơi lên, nó làm chín cái xôi của mình. Đậy nắp lại ha các bạn, để cỡ khoảng 15 đến 20 phút là cái xôi mình sẽ chín nha các bạn. Xôi của mình sau khi mà chín rồi nè các bạn. Sau khi mà xới lên rồi thì bây giờ mình sẽ cho đường. Thì nó tùy các bạn, ví dụ như các bạn thích ăn ngọt nhiều các bạn cho mình khoảng 5-6 muỗng đường gì đó. Còn thích ăn kiểu vừa thì để khoảng 3 muỗng thôi, 3-4 muỗng thôi. Cho đường vào xong thì các bạn trộn đều lên. Nhớ là xôi phải chín rồi mới cho đường nha các bạn. Nếu không thì khi mà các bạn làm ra cái bánh tét nó sẽ bị sượng á. Mình cắn cái hạt nếp nó sẽ sực chứ nó không có mềm dẻo. Rồi sau khi xới đều ra rồi thì bây giờ mình sẽ múc ra. Nếu mà mình có lá chuối thì các bạn sử dụng thêm lá chuối thì nó thơm hơn, còn không có thì mình dùng cái khuôn không cũng được nha các bạn. Mình quét một cái lớp dầu á để cho nó đừng có dính là được rồi. Mình sẽ trải một lớp ở bên dưới các bạn đè cho nó chặt xuống. Rồi lúc này các bạn sẽ rưới lên vào đây cho mình là 1/2 cái lượng nước cốt dừa còn lại nè, rưới đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ xếp chuối lên. Sau khi mà các bạn xếp chuối lên rồi đó thì mình sẽ múc cái lượng xôi còn lại á, mình cho lên đây. Đây lúc này thì các bạn sẽ cho mình cái phần nước cốt dừa còn lại, cho hết vào đây luôn. Giờ mình sẽ cho nó vào lại trong cái sẩn á các bạn hấp thêm cỡ khoảng 20 đến 30 phút nữa là xong nha. Mình đã có ngay cái món bánh tét chuối rồi. Nhớ ém cho nó chặt xuống nha các bạn. Trên cùng á thì các bạn có thể là mình phủ thêm khoảng 1 đến 2 cái tờ lá chuối nữa để cho nó thơm. Đây cho lại cái khuôn nó vào trong đây, bạn đẩy nắp lại. Rồi bánh tét chuối của mình sau khi mà hấp xong rồi thì bây giờ mình mở nắp ra ha, mình để cho nó nguội một chút rồi mình lấy ra, rất là thơm luôn các bạn. Cái này các bạn để nó nguội một chút thì nó sẽ dẻo, nó dẻo và nó chắc cái bánh lắm, ăn rất là ngon nè. Đó hai các bạn ha, bánh tét chuối chút nữa mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Bây giờ mình để cho nó nguội xíu đi mà mình lấy ra. Đây nè các bạn ha, bánh tét chuối nè, rất là ngon luôn, thơm lắm các bạn, mềm dẻo,
Nói về cái bánh tét chuối này nè, sau khi mà mình làm xong á, mà các bạn ăn không hết á, thì các bạn cứ việc là cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào mà các bạn muốn ăn thì các bạn đem hấp cho nó nóng lại rồi mình ăn thôi. Mình có thể để trong ngăn mát được cỡ khoảng 1 đến 2 tuần. Ok, thì hy vọng rằng qua video này, Cường Khúc Khách đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh tét chuối nhanh gọn và đơn giản. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món bánh tét chuối này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.